Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mạch Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Mạch Tài Lộc trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mạch Tài Lộc trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Mạch Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn? Và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hành thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mệnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày 17 tháng 4 năm 2024, thứ tư dương lịch, âm lịch là ngày 9 tháng 3 năm 2024, là ngày Tân Hợi, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn. Tiết khí thanh minh, hôm nay là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay, hôm nay tăng hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi, lục hợp với tuổi Dần, hình với tuổi Hợi, hại với tuổi Thân và xung với tuổi Tỵ. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Ất Tỵ, Kỷ Tỵ và tuổi Ất Hợi. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Canh Tuất và tuổi Bính Tuất. Về ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, hôm nay là ngày Tân Hợi, tức can sinh chi, đây là ngày tốt. Nạp âm thoa xuyến kim kỵ tuổi Ất Tỵ và tuổi Kỷ Tỵ. Ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt người tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà lại được lợi. Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và mùi thành mộc cục. Xung Tỵ hình Hợi, hại Thân, phá Dần và tuyệt Ngọ. Sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Thiên Ân, Mẫu Thương và sao Ngọc Đường. Sao xấu gồm có sao Du Họa, Thiên Tặc và sao Trùng Nhật. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 17 tháng 4, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch và nạp tài. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như cầu phúc, cầu tự, xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Về hướng xuất hành, đi theo hướng Tây Nam để đón hỷ thần và tài thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 17 tháng 4 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 17 tháng 4 cho thấy hôm nay mệnh chủ tuổi Tý gặp được nhiều điều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình vì trong ngày đang được tam hội nâng đỡ. Đây cũng là lúc mà người tuổi Tý cần đôi chút yên tĩnh để tập trung cho sự nghiệp vì có thể thời cơ quan trọng đang đến. Nếu như có giai đoạn chuẩn bị tốt hơn thì đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ dễ dàng tăng tiến hơn. Bên cạnh đó,
ngày có chính ấn xuất hiện thì cho thấy đường tài lộc của tuổi Tý không có điều gì đáng phải chê trách. Làm việc lớn hay việc nhỏ cũng đều có được những thu hoạch đáng kể. Tranh thủ lúc này, mệnh chủ tuổi Tý cũng nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư trong những lĩnh vực mà bạn đã tìm hiểu bấy lâu nay. Dù ban đầu có thể vẫn chưa thu được nhiều kết quả như mong đợi, nhưng bạn sẽ có cơ hội để phát triển, để mở rộng hơn rất nhiều. Luận giải tử vi 12 con giáp cho thấy, vận đào hoa của tuổi Tý hôm nay cũng đang nở rộ vì trong ngày kim sinh thủy. Tuổi Tý có sức hấp dẫn đặc biệt với những người khác giới. Nữ mệnh tuổi này như đóa hoa trong trẻo, có khí chất, đi tới đâu cũng dễ trở thành tâm điểm của đám đông, khiến cho nhiều người không thể rời mắt. Tình yêu đôi lứa thì hôm nay cũng đang khá êm đềm, đôi bên luôn thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh kim, thấy cơ hội trước mắt cũng chớ vội vàng xông pha khi mà bạn chưa nắm trong tay những kế hoạch chắc chắn. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy, hãy chăm chỉ làm việc và biết cách phân bổ thời gian để làm việc đạt được những hiệu quả cao nhất. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, gặp những điều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp vì được quý nhân nâng đỡ. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, biết cách kết nối, dẫn dắt mọi người để cùng hoàn thành tốt những công việc được giao. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, vận đào hoa nở rộ, bạn có sức hấp dẫn đặc biệt với những người khác giới xung quanh. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Tý nên chọn khung giờ tốt là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Sửu và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 6 và số 7 và màu sắc cát tường là màu xám và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 17 tháng 4 cho thấy, tuổi Sửu hôm nay có một ngày mới tốt lành nhờ có thiên ấn nâng đỡ. Mọi việc tiến triển tích cực khi mà có sự tiến bộ của bạn trong thời gian vừa qua đã được ghi nhận. Tuổi Sửu thấy thoải mái hơn và có phần dễ dàng hơn, không phải quá bận bịu nữa khi mà công việc đã có được những bước đột phá nhờ có quý nhân nâng đỡ. Mặc dù người này có thể không phải là cấp trên trực tiếp nhưng lại có sức ảnh hưởng khá tốt, do đó bạn cũng nên chăm chỉ làm việc hơn nữa để không phụ lòng tiến cử của người đó. Bên cạnh đó, cát tinh này còn cho thấy những người tuổi Sửu đang làm ăn kinh doanh thì có thể tìm được những mối đầu tư, những mối hợp tác có giá trị. Do đó, bạn hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, vì nếu như để lỡ thì bạn sẽ phải nuối tiếc về sau. Tuy nhiên, tử vi của 12 con giáp cho thấy trong ngày ngũ hành tiêu hao, vấn đề cần phải chú ý của người tuổi Sửu trong ngày chính là phương diện sức khỏe. Vấn đề ăn uống bạn cần phải chú ý, kẻo rất dễ bị đau bụng, không tốt cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Tuổi Sửu cũng nên quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn uống hàng ngày của mình, bởi về lâu về dài thì nó có thể là mầm mống cho nhiều bệnh tật khác nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh kim, bạn có cơ hội phát huy được năng lực của mình nhiều hơn khi mà tham gia làm việc nhóm. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, đào hoa chưa tới, người độc thân không được đón nhận tình cảm như mong muốn. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, công việc bận rộn có thể giúp bạn khỏa lấp nỗi buồn trong chuyện tình cảm riêng tư. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, nếu tập trung vào những gì bạn đang giỏi nhất thì nguồn năng lượng tích cực của bạn sẽ được phát huy một cách triệt để. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, công việc tiến triển tốt đẹp khi mà bạn tự mình gánh vác chứ không chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá,
và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Tý và người tuổi Dậu. Con số may mắn là số 1 và số 7. Và màu sắc cát tường là màu đen và màu nâu. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 17 tháng 4 cho thấy hôm nay tuổi Dần phải làm việc khá vất vả vì khối lượng công việc đang khá lớn. Những việc đang còn tồn đọng hầu như chưa được hoàn thành đúng tiến độ. Hơn nữa lại gặp ngày tương phá nên người tuổi Dần rất dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến cho công việc càng trì trệ, hiệu quả càng bị giảm sút đi. Tuổi Dần không biết kiềm chế lời ăn tiếng nói, đôi khi không biết tiết chế thái độ khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Một phần cũng là do bạn nóng lòng muốn làm cho xong việc mà lại có phần quá khích. Điều này thì có thể khiến bạn bị cô lập hoặc bị bàn tán sau lưng và không ai muốn hợp tác làm việc cùng. Hôm nay nếu như bạn giữ được sự bình tĩnh thì mọi việc sẽ khá thuận lợi. Và lời khuyên dành cho người tuổi Dần, bạn nên suy nghĩ tích cực, nên suy nghĩ lạc quan. Khó khăn hay thử thách là điều khó tránh khỏi, nhưng bạn phải biết cách giải quyết ra sao cho hợp lý. Chỉ có như vậy thì mới là người bản lĩnh và thực sự trưởng thành. Từ đó bạn cũng sẽ khẳng định được năng lực của bản thân. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, cần phải cẩn thận với tiền bạc trong ngày. Đừng vì lòng tham nhất thời mà lại làm hại chính mình. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, hãy luôn cố gắng để tìm thấy lối đi tiếp theo trên con đường bạn đã lựa chọn. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, thị phi đang xuất hiện, có xu hướng tranh cãi về chuyên môn với đồng nghiệp hoặc với lãnh đạo. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, đừng vì một chút cãi vã mà lại suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt không nghĩ đến chuyện buông bỏ. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, thông minh nhanh nhạy nhưng mà lại có phần kiêu căng tự mãn nên không làm vừa lòng mọi người. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 7 và số 1. Và màu sắc cát tường là màu xanh lá và màu đỏ. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Lần giải tử vi cho thấy phương diện công việc của tuổi Mão hôm nay đang có tam hợp dẫn đường chỉ lối nên nhìn chung cũng khá tốt. Tuổi Mão cũng đã đạt được những thành công nhất định trong công việc. Mặc dù tham vọng của bạn lớn hơn khá nhiều chứ không chỉ dừng lại ở đó, nhưng nếu như muốn đạt được những điều như vậy thì bạn cần phải cố gắng, phải chịu vất vả nhiều hơn nữa. Quan trọng là bạn cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình là được. Bên cạnh đó, ngày có tỷ kiên ở bên giúp cho người tuổi Mão kiên trì vững bước trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Bạn sẵn sàng bước đi theo những hướng đi mới và những thành công bước đầu cho thấy bạn đang đi đúng đường đúng hướng. Tiền bạc cũng nhờ thế mà bớt căng thẳng hơn so với thời gian trước khá nhiều. Luận giải tử vi cho thấy ngày ngũ hành xung khắc, tuổi Mão với những xáo trộn về tâm lý thì rất dễ gặp phải những chuyện ngoài mong muốn. Cái tôi và cảm xúc mâu thuẫn với nhau khiến bạn không biết phải làm như thế nào cho phải nhất. Kiểm soát cảm xúc trong mọi tình huống chính là lời khuyên cho người tuổi Mão trong ngày hôm nay.
về tử vi tuổi Ất Mão Mệnh Thủy. Chỉ cần bạn giữ vững chí tiến thủ và làm việc chuyên cần thì nhất định tương lai sẽ có được thành công. Về tử vi tuổi Đinh Mão Mệnh Hỏa, sau bao nỗ lực thì cuối cùng những thành tích bạn mong chờ cũng đã đến. Về tử vi tuổi Kỷ Mão Mệnh Thổ, nhận được các khoản lợi nhuận ngoài dự kiến giúp bạn có cơ hội để hợp tác làm ăn thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi Tân Mão Mệnh Mộc, cái tôi và cảm xúc mâu thuẫn với nhau khiến bạn không biết phải làm sao cho tốt. Về tử vi tuổi Quý Mão Mệnh Kim, việc tâm sự, chia sẻ sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và nhìn thấy con đường tương lai phía trước rõ ràng hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay, người tuổi Mão nên chọn khung giờ tốt là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Tuất và người tuổi Mùi. Con số may mắn là số 6 và số 8 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu đen. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 17 tháng 4 cho thấy, trên phương diện tài lộc thì hôm nay nhờ có thiên tài nâng đỡ mà thu nhập của tuổi Thìn trong ngày cũng đang khá vững vàng và ổn định. Tuổi Thìn có thể tạm yên tâm trong thời gian hiện tại, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề kiếm tiền. Tuy nhiên thì bạn cũng nên biết tiết kiệm cho tương lai để phòng bất trắc có khi dùng đến, chớ vội tiêu xài hoang phí những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Bên cạnh đó, trong công việc đây cũng là một ngày tương đối thành công của người tuổi Thìn, khi mà bạn có được khá nhiều sự hỗ trợ và sẽ đạt được những thành quả khá bất ngờ. Những người làm lãnh đạo thì có thể khẳng định được uy quyền của mình với cấp dưới nhờ sự giúp đỡ của thiên ấn. Bạn có khả năng dẫn dắt tập thể và đạt được những thành công rất thuyết phục. Xem tử vi cho thấy trong ngày ngũ hành sinh xuất thì báo hiệu ngày này có thể xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, thậm chí có cặp đôi còn đứng trước nguy cơ bị tan vỡ. Tuổi Thìn cũng nên nhớ rằng khi yêu nhau đã dốc hết lòng yêu thương rồi thì khi chia tay cũng cần phải biết nhẫn tâm để rời bỏ, đừng vì một người không đáng mà khiến mình phải bận lòng quá nhiều. Về tử vi tuổi Giáp Thìn Mệnh Hỏa, chứng minh được năng lực của bản thân và sớm nhận được sự công nhận của đồng nghiệp cũng như của cấp trên. Về tử vi tuổi Bính Thìn Mệnh Thổ, đường công danh sự nghiệp tiến triển thuận lợi, có cơ hội được tăng lương hoặc thăng chức. Về tử vi tuổi Mậu Thìn Mệnh Mộc, khi đã yêu dốc hết lòng để yêu thương, khi chia tay cũng nên biết dứt khoát. Về tử vi tuổi Canh Thìn Mệnh Kim, với tinh thần cống hiến hết mình cho công việc, bạn sẽ nhận được những lời tán dương của đồng nghiệp và cấp trên. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn Mệnh Thủy, hãy tự biết yêu quý và biết tôn trọng chính bản thân mình, cũng như cần phải biết được giá trị của chính mình. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay, người tuổi Thìn nên chọn khung giờ tốt là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Tý và người tuổi Dậu. Con số may mắn là số 7 và số 9 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu cà phê. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Luận giải tử vi phương Đông cho thấy vận khí tương xung xuất hiện,
nhắc nhở người tuổi Tỵ ngày này bạn cần phải cẩn trọng trong mọi việc của mình. Bạn có thể sẽ vướng phải những thị phi tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc với đồng nghiệp tại nơi làm việc. Có thể những mối quan hệ bạn xây dựng quá phức tạp khiến bạn không biết mình nên đứng về phía nào. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn nhận ra người nào tốt, kẻ nào xấu xung quanh. Hôm nay, tuổi Tỵ hãy tập trung vào công việc của mình, đừng nhìn người khác làm gì. Bạn biết được vị trí của mình ở đâu và cần phải hoàn thành chúng cho tốt. Việc lấn sân sang phần của người khác thì có thể gây ra những sự va chạm hoặc những sự hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, cũng nhờ nó mà bạn sẽ rút ra được cho bản thân mình những bài học vô cùng quý giá. Luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy vận trình tình duyên của tuổi Tỵ hôm nay cũng chẳng mấy suôn sẻ. Trong ngày ngũ hành xung khắc, có khả năng một người thứ ba sẽ xuất hiện và sẽ tiếp cận bạn. Những người độc thân thì hôm nay lại cảm thấy có phần bất an, lạc lõng vì không tìm được người ở bên để bầu bạn, để tâm tình. Khi mà những người bạn bè thân thiết xung quanh mình đều có đôi có cặp thì bản thân vẫn đang là người đơn chăn gối chiếc. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, có thể tự đảm đương công việc một mình và đạt được những kết quả khá tốt. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, cần phải cẩn trọng hơn trên tất cả các phương diện, đặc biệt là vấn đề tiền bạc. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, hãy suy nghĩ cho thật kỹ về những gì bạn có thể đạt được. Ngày này mạo hiểm không phải là một điều tốt với bạn. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, vận trình tình duyên không mấy tốt đẹp. Bạn nên bình tĩnh để tìm cách tháo gỡ, đừng vội vàng quyết định bất cứ điều gì. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, hãy phân biệt được giữa ảo tưởng và thực tế, đừng để khó khăn ngày hôm nay khiến mình bỏ cuộc. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Tỵ nên chọn khung giờ tốt là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Mùi và người tuổi Sửu. Con số may mắn là số 0 và số 7 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu tím. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy ngày có sự xuất hiện của tuyệt vận dường như đang che mờ đi tâm trí của người tuổi Ngọ. Có điều gì đó đang khiến cho bạn cảm thấy bối rối, khó hiểu. Bạn không tìm ra được những đáp án cho mình. Những lúc như vậy thì bạn cũng nên tìm tới những người có thật nhiều kinh nghiệm để nhờ họ giúp đỡ. Ít nhất thì sự từng trải của họ sẽ giúp ích cho bạn được rất nhiều. Hôm nay cũng khuyên người tuổi Ngọ nên sống một cách khiêm tốn và kiệm lời hơn nữa. Bởi trên đời này chẳng có ai là người hoàn hảo, chẳng có ai có thể nắm bắt được mọi tri thức. Bạn vẫn còn rất nhiều thiếu sót và chỉ có cách thông qua học hỏi thì bạn mới có thể tiến bộ hơn trong tương lai. Và luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy chuyện tình duyên của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay có phần khá ảm đạm vì đang trong ngày ngũ hành xung khắc. Cả hai đều đang quá bận rộn với công việc của mình nên không có nhiều thời gian nói chuyện hoặc hỏi thăm nhau. Với những ai đang còn độc thân, ngày này bạn hãy thử mở rộng lòng mình chứ đừng sợ vấp ngã rồi lại từ chối tình yêu đang tìm đến. Bạn hoàn toàn có thể có được những người để cho mình yêu thương và họ yêu thương bạn một cách rất thật lòng. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, tài lộc đang không được tốt, chớ nên có bao tiền lại tiêu bấy nhiêu, sẽ rất dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, thành thật là một điều tốt, nhưng đừng thể hiện mọi thứ một cách rõ ràng, bởi chúng có thể khiến cho người khác cảm thấy nhàm chán. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa,
đừng quá quan trọng đúng hay sai, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ mà bạn đang cố xây dựng. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, những vấn đề liên quan tới việc tranh quyền đoạt lợi hoặc nghi ngờ hoặc mâu thuẫn bạn cũng nên tránh thật xa. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, người độc thân hãy thử mở lòng mình, chứ đừng sợ vấp ngã rồi lại vội vàng từ chối tình yêu. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Tuất và người tuổi Mùi. Con số may mắn là số 7 và số 9 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu vàng cam. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp ngày 17 tháng 4 cho thấy, trong ngày nhờ có tam hợp mà mục tiêu của người tuổi Mùi đang theo đuổi suốt quãng thời gian vừa qua thì có thể gặt hái được những kết quả khá khả quan. Tuổi Mùi đạt được những vị trí mà mình mong muốn. Có thể nói, cuối cùng những công sức và những tâm huyết của bạn cũng đã được đền đáp xứng đáng. Do đó, bạn hãy cố gắng phát huy hơn nữa những năng lực của mình, rồi bạn sẽ còn nhận được những thành quả to lớn hơn nữa. Nếu như bạn đang có ý định tìm một công việc mới hay muốn thử thách lĩnh vực mới nào đó, thì ngày hôm nay bạn cũng nên bắt đầu tìm hiểu và dò hỏi mọi người xung quanh. Việc này chắc chắn sẽ giúp bạn nắm bắt được những thông tin cơ bản về công việc mới, cũng như sẽ giúp bạn nhận ra nhiều khả năng chưa được khai phá ở chính bản thân mình. Tuy nhiên, luận giải tử vi cho thấy, trong ngày ngũ hành tiêu hao cũng khuyên người tuổi Mùi bạn cần phải khiêm tốn hơn nữa khi mà lắng nghe ý kiến của mọi người. Đừng quá ba hoa, đừng quá tự tin về chính bản thân mình, bởi điều đó chưa chắc đã giúp bạn tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác, mà thậm chí còn có thể khiến cho người ta cảm thấy ác cảm với bạn. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, khoảng cách giữa hai người ngày một lớn dần hơn theo thời gian, không thể sắp xếp được thời gian dành cho nhau. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, dễ dàng tạo được uy tín với mọi người xung quanh nhờ sự điềm tĩnh và chín chắn. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán của mình khi giải quyết công việc. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, hãy chú trọng quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, hãy sống khiêm tốn và học hỏi lắng nghe những lời khuyên của mọi người xung quanh. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Mùi nên chọn khung giờ tốt là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Mão và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 1 và số 7 và màu sắc cát tường là màu đen và màu cà phê. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, vận khí tương hại xuất hiện thì ngày này có lời nhắc nhở người tuổi Thân bạn cần phải cố gắng giữ bình tĩnh. Có thể sẽ có một ai đó gây sốc cho chính bạn. Đặc biệt trong ngày này, bạn làm việc liên quan tới văn bản, tới giấy tờ thì sẽ không được thuận lợi cho lắm. Mệnh chủ tuổi Thân rất dễ bị tiểu nhân chơi xấu, gây khó khăn trong công việc. Một vài người còn có thể cảm thấy rất mệt mỏi
với khối lượng công việc hiện tại. Trong cuộc sống này, khi mà chúng ta mất cảnh giác nhất chính là lúc mà chúng ta rất dễ bị người khác lợi dụng nhất. Vì vậy, kể cả trong những lúc vui vẻ đến mấy thì bạn cũng đừng chủ quan và cũng không nên nóng vội lại đưa ra các quyết định. Bạn nên học cách quan sát tổng thể các vấn đề chứ đừng hời hợt qua loa thì mới có thể tránh được những sai lầm không đáng có. Và xem tử vi 12 con giáp cho thấy trong ngày kim khí đang vượng cũng khuyên người tuổi thân bạn nên hạn chế ăn quá nhiều thịt đỏ vì chúng không có lợi cho thể chất, nhất là với những người đang bị máu nhiễm mỡ. Ngoài ra, thịt đỏ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đái tháo đường hoặc ung thư. Vì vậy, hãy ăn uống vừa phải, chọn thịt trắng để làm giảm nguy cơ bệnh tật. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, có thể có bất đồng tại nơi làm việc, đó là điều khó tránh khỏi, nhưng đó cũng là cơ hội để bạn nắm bắt được những kinh nghiệm. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, tình duyên nở rộ, người có đôi có cặp, có một ngày tình cảm phát triển tích cực ngọt ngào. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, việc thăng quan tiến chức đều nằm trong đôi bàn tay của bạn. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, nên hạn chế ăn quá nhiều thịt đỏ vì chúng không có lợi cho thể chất, nhất là những người đang bị máu nhiễm mỡ. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, dường như có điều gì đó thu hút sự chú ý của bạn, khiến bạn có đôi chút mất tập trung trong công việc. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay người tuổi Thân nên chọn khung giờ tốt là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Tuất và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 7 và số 9 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu vàng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy trong ngày có kiếp tài lâm vận, báo hiệu người tuổi Dậu gặp phải khó khăn trong công việc, nhưng cũng may mắn là vẫn có quý nhân giúp sức nên mọi chuyện không quá nặng nề. Khó khăn trước mắt cũng được cấp trên tháo gỡ giúp, nhưng sau đó bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn để tự mình giải quyết những việc đang còn tồn đọng. Nhìn chung ngày này, người tuổi Dậu có vận trình đang khá tốt. Bạn cũng là người khá thận trọng, khá tỉ mỉ trong từng những việc nhỏ nên kết quả cũng khá tốt. Tuy nhiên thì bạn vẫn thiếu đi sự linh hoạt và nhanh nhẹn, chỉ biết hoàn thành đúng phần công việc được giao mà không tự mình tìm tòi học hỏi thêm những thứ khác, và điều đó có thể khiến cho bạn trở thành người thiếu sót trong mắt của cấp trên. Luận giải tử vi cho thấy trong ngày kim khí vượng thì cũng khuyên người tuổi Dậu bạn cần phải đề phòng các vấn đề liên quan tới đường tiêu hóa hoặc dạ dày. Bạn nên chú ý tăng cường sức khỏe cho bản thân mình thông qua việc cải thiện bữa ăn hàng ngày. Bạn không nên sử dụng quá nhiều những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, thay vào đó là tăng cường rau xanh, hoa quả và các loại đồ ăn chứa nhiều chất xơ. Ăn uống đúng giờ đúng giấc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, việc cân bằng giữa cuộc sống riêng tư với cuộc sống của cả hai vợ chồng là một điều rất quan trọng. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, nên cải thiện bữa ăn trong gia đình với nhiều thực phẩm phong phú hơn để cải thiện sức khỏe lâu dài. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, cần phải thay đổi lại cách nói chuyện của mình để mở rộng các mối quan hệ xã giao xung quanh. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, cần bước chậm lại để lắng nghe ý kiến của mọi người, đừng hành động vội vàng thiếu lý trí. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, có phần quá thẳng tính, không chịu lắng nghe ai, khiến bạn rất dễ mất cảm tình với mọi người xung quanh. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay người tuổi Dậu nên chọn khung giờ tốt
là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho ngày tuổi Dậu là ngày tuổi Mùi và ngày tuổi Sửu. Con số may mắn là số 5 và số 7 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy tuổi Tuất hôm nay có thể gia tăng ngân sách cho bản thân mình khi mà trong ngày nhận được nhiều khoản thu lớn nhờ có các tinh chính quan tương trợ. Mệnh chủ có thể nghĩ tới việc đầu tư hoặc tham gia một dự án nào đó cùng với bạn bè, hoặc bỏ vốn kinh doanh, hoặc bắt đầu phát triển những bước nhỏ. Điều đó sẽ giúp bạn dần dần đạt được những thành tựu như mong muốn. Trên phương diện sự nghiệp thì cho thấy ngày có tỷ kiền xuất hiện sẽ giúp cho người tuổi Tuất tự tin và bản lĩnh hơn với các quyết định của chính mình. Cũng nhờ thế mà bạn dám nghĩ, dám làm, dám đưa ra ý kiến với cấp trên để có thể giúp cho công việc được tiến hành thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp cho thấy trong ngày ngũ hành kim sinh xuất cũng khuyên người tuổi Tuất bạn hãy thử cách khác nhau để thể hiện tình cảm thay vì chỉ nói những lời yêu thương. Bạn có thể dùng hành động hay những cử chỉ thân mật gần gũi khác. Tất nhiên, bạn hãy áp dụng vào từng tình huống phù hợp, nếu không thì rất dễ bị người khác chê cười. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, tìm được cách để nâng cao hiệu suất công việc và biết cách đối phó với các tình huống phát sinh. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, quý nhân xuất hiện và nâng đỡ giúp bạn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ và hợp tác làm ăn. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, công việc đang tiến triển khá thuận lợi, nếu gặp khó khăn cũng có người giang tay giúp đỡ. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, tài chính tương đối khả quan, có thể tranh thủ mua sắm một vài món đồ mình yêu thích. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Tuất nên chọn khung giờ tốt là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Dần và người tuổi Mão. Con số may mắn là số 7 và số 0. Và màu sắc cát tường là màu nâu và màu vàng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và cuối cùng, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy trong ngày có tự hình làm chủ, người tuổi Hợi rất dễ cảm thấy mệt mỏi và có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Có thể bạn cứng mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra không như mong muốn, rồi tự quay ra trách chính bản thân mình vì đã làm không tốt. Điều này thì có thể khiến cho tâm trạng của bạn chán nản và ảm đạm suốt cả một ngày dài. Bên cạnh đó, kế hoạch tiền bạc của người tuổi Hợi hôm nay cũng đang đi sai đường sai hướng vì bạn có phần chủ quan trước đó. Dự báo có nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ. Mệnh chủ tuổi Hợi chưa suy nghĩ kỹ càng đã vội đưa ra các quyết định, thậm chí là có phần khá liều lĩnh khi mà không xem xét cẩn thận đã đưa tiền vào nơi không đảm bảo. Bù lại thì đời sống vợ chồng của tuổi Hợi hôm nay lại đang rất hài hòa, êm đẹp. Trong ngày ngũ hành tương sinh, bạn và người ấy cùng nhau vượt qua được nhiều thử thách trong cuộc sống, ngày càng đồng điệu với nhau. Tình yêu hòa cùng với tình thân khiến cho tình cảm ngày càng thăng hoa rực rỡ. Lúc này thì bạn cũng đừng quên vun đắp, bồi dưỡng cho tình yêu của mình mỗi ngày. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, đảm bảo được công việc hoàn thành đúng tiến độ chứ không tới mức bỏ bê. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, tâm trạng không mấy vui vẻ, mọi việc dường như đang đi chệch hướng ban đầu. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, rất dễ cảm thấy bất lực, chán nản với chính bản thân mình.
nên bạn có xu hướng từ chối sự quan tâm của mọi người. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh Kim có nguy cơ đối mặt với tiểu nhân, người ấy có thể là bạn bè hoặc cấp dưới của bạn. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh Thủy, đời sống vợ chồng đang vô cùng hài hòa, đôi lứa cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Mùi và người tuổi Mão. Con số may mắn là số 1 và số 7 và màu sắc cát tường là màu xám và màu xanh. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 17 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.